Chào các bạn, ở bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu về triết lý Agile. Bởi vì Agile là một triết lý và nó không chỉ ra một phương pháp thực hành cụ thể nào. Đây chính là nhiệm vụ của các phương pháp thực hành họ Agile. Như các bạn đã biết thì Scrum là một trong số các phương pháp thực hành họ Agile phổ biến nhất với 58% các dự án đang dùng. Thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp thực hành Scrum. Scrum thì được xây dựng trên một thuyết gọi là thuyết thực nghiệm. Thuyết thực nghiệm chỉ ra là với một quyết định mà chúng ta dựa trên những kinh nghiệm đã trải qua thì nó giúp giảm rủi ro và tăng tính chính xác trong từng một tiến trình ngắn, đặc biệt là trong cái môi trường đầy biến động. Một hình ảnh ví dụ cho thuyết thử nghiệm đó là hình ảnh đàn chim di cư. Chúng không hề có cái kế hoạch nào khi bắt đầu cuộc hành trình nhưng chúng vẫn vượt qua hàng chục ngàn dặm mỗi năm để đi đến đích bởi vì chúng luôn luôn quan sát, điều chỉnh và thích nghi để có thể thích nghi được với điều kiện thức ăn điều kiện khí hậu và nơi cư trú của từng vùng scrum team cũng vậy một scrum team luôn luôn thăm dò điều chỉnh và thích nghi để tối hóa giá trị của sản phẩm ba trụ cột của scrum bao gồm tính minh bạch tính thanh tra và thích nghi tức là tất cả công việc ở trong scrum team phải được minh bạch giữa tất cả các bên để nó giúp việc thanh tra và thích nghi tốt hơn. Minh bạch và thanh tra cuối cùng giúp cho mục đích là điều chỉnh và thích nghi để phù hợp với từng giai đoạn. Đó là ba trụ cột của Scrum. Cho nên ba trụ cột này nó có tính bổ sung cho nhau. Scrum thì chia một chu trình phát triển phần mềm dài thành các chu trình ngắn hơn gọi là sprint. Sprint là một trong năm sự kiện của Scrum, nó được coi như là trái tim của Scrum. Các sprint có độ dài không đổi thường không dài quá một tháng và cũng không ngắn hơn một tuần Nơi biến các ý tưởng thành giá trị Các sprint thì có độ dài không đổi và diễn ra liên tiếp nhau Không có bị gián đoạn Khi thời gian đóng khung kết thúc Thì sprint sẽ tự động kết thúc Không kể là các công việc trong sprint đã hoàn thành hay chưa Trong một sprint thì đều diễn ra tất cả các quá trình trong phương pháp phát triển phần mềm truyền thống đó là từ phân tích, thiết kế, triển khai cho đến kiểm thử. Và cuối cùng là hết sprint chúng ta có phần tăng trưởng để chuyển giao cho khách hàng. Chúng ta có thể tổng kết Scrum với 3 vai trò, 5 sự kiện và 3 tạo tác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem 3 vai trò, 5 sự kiện và 3 tạo tác như thế nào. Ba vai trò bao gồm Product Owner. Product Owner là người trực tiếp chịu trách nhiệm về tối hóa lợi nhuận sản phẩm, quyết định xem những hạng mục nào được làm trước, làm sau và quyết định khi nào sản phẩm được release đến tay khách hàng. Thứ hai là Scrum Master. Người này làm nhiệm vụ đảm bảo cho Scrum team chạy đúng theo các kỹ thuật và các nguyên tắc của Scrum. Đây là một lãnh đạo theo hướng phục vụ chứ không phải là quản lý dự án. Và thứ ba là các developer. Các developer là các nhà phát triển gọi chung trong một nhóm các nhà phát triển không phân biệt ra các cái role như là lập trình viên hay là kiểm thử hay là thiết kế mà gọi chung là developer chịu trách nhiệm biến các cái ý tưởng các cái product backlog thành các phần chuyển giao cho khách hàng đây chính là năm cái sự kiện ba vai trò ba vai trò thì bao gồm có ba thành phần này năm sự kiện bao gồm có sprint Sprint là một sự kiện của Scrum là Spring, trái tim của Scrum mà các bạn đã biết rồi. Sprint planning là một sự kiện diễn ra khi bắt đầu sprint thì nhóm phát triển, nhóm Scrum team sẽ ngồi với nhau để cùng trả lời ba câu hỏi. Tại sao chúng ta lại làm sprint này? Thì đây chính là cái cuộc trao đổi giữa product owner và nhóm phát triển để cùng xác định mục tiêu của sprint câu trả lời thứ hai là what có nghĩa là chúng ta sẽ làm gì để hoàn thành mục tiêu thì thông qua trao đổi với product owner thì nhóm sẽ biết được mình cần làm những cái gì để hoàn thành và nhóm các nhà phát triển sẽ lấy những hạng mục ở trong product backlog ra để bắt đầu thực hiện trong sprint tiếp theo là câu hỏi how tức là các nhà phát triển sẽ ngồi với nhau để lên kế hoạch chi tiết để làm sao hoàn thành được mục tiêu của sprint đó là ba câu hỏi để trả lời được tốt ba câu hỏi này thì nó cũng giúp cho scrum team có thể dễ dàng đạt được mục đích sprint tốt hơn và việc quyết định làm những item nào theo thứ tự đã được ưu tiên của product Owner trên Black Backlog thì do Scrum Team quyết định và không bên nào có thể can thiệp được vào. Tiếp theo là sự kiện Daily Scrum. Đây là một sự kiện bắt đầu hàng ngày và thường khoảng 15 phút để giúp cái Scrum team có thể thanh tra và thích nghi và điều chỉnh kịp thời nếu có bất cứ sự thay đổi nào. Thường là diễn ra vào cùng một thời điểm hoặc cùng một địa điểm và cùng một địa điểm để giảm cái sự phức tạp. Tiếp theo là sự kiện Sprint Review được diễn ra sau khi kết thúc sprint, tức là trong giai đoạn cuối của sprint, giúp cho tất cả trong team ngồi lại để cùng xem các sản phẩm, thanh tra thích nghi sản phẩm và broad owner có thể mời thêm các cái stakeholder khác vào, các cái bên liên quan vào để cùng đóng góp về sản phẩm và tìm ra những gì cần phải thay đổi và thích nghi trong sprint tới. Sự kiện cuối cùng là retrospective. Đây là sự kiện Scrum Team ngồi lại với nhau để cùng thanh tra và thích nghi cái cách làm việc, công cụ, quy trình xem có thể cải tiến hơn trong spin sau không. Đó chính là mục đích của Retrospective. Các bạn nhớ là spin review thì thanh tra thích nghi sản phẩm. Còn spin Retrospective là thanh tra và thích nghi quy trình làm việc và Scrum Team để cùng improve. Ba tạo tác là Product Backlog nơi chứa các hạng mục được luôn luôn refinement bởi product owner hoặc là product owner cần thì sẽ mời scrum team vào để cùng thực hiện product refinement. Product backlog refinement là một quá trình diễn ra liên tục, không phải là một sự kiện. Product owner có thể tự refinement hoặc là mời scrum team vào để cùng refinement. Và sau khi refinement thì product backlog đủ để làm và sẽ được pick ra trong Spin planning theo thứ tự mà block owner đã đẩy những cái quan trọng lên đầu những cái giá trị cao lên đầu thì sau khi planning đã xong thì chúng ta có spring backlog là đầu ra của planning và cũng đầu ra là spring goal tức là mục đích và mục tiêu của team mục tiêu spring và cuối cùng sau khi kết thúc spring thì chúng ta có phần increment là phần được phần increment này dùng để giao cho khách hàng. Đây chính là phần tăng trưởng của kết quả của Scrum team. Đó chính là ba vai trò, năm sự kiện và ba tạo tác mà chúng ta cần phải hiểu trong Scrum. Tham khảo thì các bạn có thể đọc scrumguide.org để biết thêm. Và sau bài này thì chúng ta có thể một có làm một bài trắc nghiệm link ở dưới mô tả video. Xin cảm ơn các, tất cả các bạn. Như vậy thì các bạn nhìn thấy là Brock owner đúng không? Có Brock backlog, lập kế hoạch thì ra sprint backlog đưa vào sprint làm chúng ta có daily scrum chúng ta có môi trường circuit sprint và cải tiến sprint tính là sprint review và sprint retrospective và chuyển giao phần tăng trưởng khách hàng